Bạn Khả Trân, cô chưa thấy mặt. Rồi sau mặt lên, bạn Duy đi ra khỏi chỗ rồi thấy không? Đang học các em không có ra khỏi chỗ, ra khỏi chỗ xong là không nghe được cái gì hết á. Nó giống như một tiết học trên lớp, các em không được đi ra khỏi chỗ trong giờ lên lớp. Đó, vô lại rồi thấy không? Đình Duy nghe chưa? Lần sau học là không có bỏ ra khỏi chỗ nghe Đình Duy nghe. Cô thấy hết tất cả các động tác của các em trên màn hình đấy. Rồi, cô quay trở lại với công việc, cái câu hỏi, câu trả lời của bạn Triết. Đó là bạn nói là sau khi mình có gọi được hàng chục thì mình sẽ biểu diễn hàng đơn vị. Đúng rồi. Bởi vì mình đã gọi ít là hàng chục thì bước tiếp theo của mình sẽ là biểu diễn hàng đơn vị. Như vậy chữ số hàng đơn vị, bây giờ mời một bạn cho cô biết là chữ số hàng đơn vị, đọc cái giả thiết đề đi và các bạn biểu diễn cho cô hàng đơn à, bạn Hồng Anh. Dạ thưa cô, là chữ số hàng đơn vị là 2x. Hàng đơn vị của em là gì? Cô là 2x. Vì sao em giải thích cho các bạn nghe thử. Cô là chữ số, vì chữ số hàng đơn vị gấp 2 Hai lần chữ ít. số hàng chục. Ừ, đúng rồi. Chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục, cho nên là nếu chữ số hàng chục là x thì chữ số hàng đơn vị sẽ là 2x. Đúng chưa các bạn? Chính xác. Tiếp theo, như vậy ta có trong tay là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị rồi, thì bây giờ ta cần phải đi thành lập cho được cái phương trình của bài toán. Phương trình của bài toán nằm trong cái giả thiết đề còn lại á. Nếu thêm chữ số 1 vào giữa hai số đó thì bây giờ ta xem cái cách thêm chữ số 1 này. Cái số ban đầu của ta là số x và số 2x, các bạn thấy trên màn hình chưa? Số x là hàng chục và số 2x là hàng đơn vị, cho nên cô ngoặc riêng cái số 2x, các bạn thấy chưa? Và cô có cái gạch ngang trên đầu để cô phân biệt đó là phép, đó không phải là phép tính nhân. Bây giờ ta sang cái chữ số 1 ở giữa thì nó sẽ trở thành số mới là gì? Bây giờ mời một bạn trả lời cho cô. À, bạn bạn Linh, nếu xem chữ số 1 thì số mới sẽ là số gì? Bạn Linh nghe chưa? Các bạn nhanh chóng trả lời để mất thời gian. Dạ, thưa cô là số Bạn x, Linh, x1 2x cô. xem chữ số 1 vô thì ta sẽ ra số mới là số gì? X1 2x cô. Đúng rồi. Số mới của ta sẽ là x12x, và cô biểu diễn luôn cái số ban đầu này luôn ra cho các em thấy luôn. Tức là đây là ta đang làm việc với số tự nhiên, cho nên lúc nào ta cũng phải biểu diễn cái số đó ra dưới dạng tập phân. Số x ở hàng chục là 10 nhân x, còn số 2x ở hàng đơn vị là cộng 2x. Như vậy kết quả của ta sẽ là 10x cộng 2x là 12x, được chưa? Cô chỉ dừng đến chỗ này cho đáp lại phương trình của cô, nó còn trên một bước nữa kìa. Là 102x cộng 10 này trừ đi 12x bằng 370, nhưng mà cô đã chuyển luôn số 10 qua đây cho các em rồi. Rồi các em ghi lại bài giải này vào trong vở và đến khúc này cho các em tự giải nghe. Các em không ghi đề, các em ghi bài 1 và giải luôn, không có ghi đề. Cô ơi, cho em Các ý em kiến tự giải là phương trình. Rồi con nói đi. dạ là ở cái điều kiện đó cô, là cô Ừ. đặt nhỏ hơn x và x nhỏ hơn hoặc bằng 9, nhưng mà theo đề bài là x x là số số hàng đơn vị là gấp 2 lần x. Nếu ví dụ x bằng 5 hoặc x bằng 6 thì đơn hàng đơn vị đã đến hai chữ số rồi cô. À, đúng rồi. Bạn đang thắc mắc cái chỗ là tại sao cô đặt cái điều kiện hàng chục là nhỏ hơn bằng 9. Thì nếu như đến cái hàng đơn vị thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là giả sử là 5 hay là 6 đi, thì nó sẽ gấp đôi lên là 12, thì nó sẽ vi phạm cái điều kiện là chữ số hàng đơn vị sẽ thành ra hai chữ số. Cái thắc mắc của bạn là hoàn toàn đúng em. Tuy nhiên, khi mà ta mới gọi x là chữ số hàng chục á, thì ta chỉ cần quan tâm đến điều kiện của chữ số hàng chục thôi. Con được bao nhiêu? À, Thu Hiền, đáp án x em giải được bao nhiêu? Thu Hiền, giải x ra Dạ em chưa, em mới vừa ghi được nữa à cô. chưa? Rồi. Các bạn ghi nhanh lên, các bạn phải nhanh chứ còn cái tiết học của ta nó ít, không có thời gian để ghi nhiều đâu. Bạn nào đã giải được x ra rồi? Các bạn phải ghi nhanh tay nha, nếu không là không có kịp đâu.
Đó là gia bảo vô trễ nè, điểm danh thứ hai ba lần luôn mà không có mặt đó. Gia bảo sáng nay vô trễ nó ít nhất là em vô trễ 10 phút, bởi vì cô nói tới 7:40 cô mới bắt đầu điểm danh đó nghe. Lần sau là không vô trễ, nghe bảo nghe vô trễ tới 10 phút luôn. Còn lần trước mai là có mặt từ sớm nhưng mà khi điểm danh là bạn lại không không nói được. Rồi bạn gia bảo rút kinh nghiệm. Bài số 1 các bạn hoàn thành chưa? Vậy là sáng nay không vắng, chỉ có bạn Bảo đi trễ thôi. Mic là sáng nay có bạn Quỳnh Như, bạn Quỳnh Như mic có vấn đề. Thì cô báo lại phụ huynh kiểm tra lại. Tăng Duy Lan, ta qua bài số 2. À, ta sẽ qua dạng toán chuyển động, nó giống như một bài toán vật lý. Toán chuyển động thường thường là các em sẽ rất là yếu. À, toán chuyển động này thì trong vật lý ta cũng đã học rất là nhiều. Một số chú ý trong toán chuyển động này. Đây là những công thức quen thuộc các em hệ. Quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Từ đó các em rút công thức vận tốc và rút công thức thời gian ra. À, đối với dạng toán cano đi xuôi dòng và ngược dòng thì cái loại này các em cũng thường ít để ý công thức. Cano mà nó đi xuôi dòng thì vận tốc của cano sẽ bằng vận tốc riêng của nó cộng cho vận tốc của dòng nước. Bạn thì dư đặt cho cô đề bài. Vận tốc lúc về là 40 nè, vận tốc lúc đi là 50 nè, các bạn hiểu chưa? Rồi, bây giờ với cái hành trình đi như thế này thì việc đầu tiên của ta phân tích đề cho các em thấy nè. Lúc mà chuyển động đi á, và chuyển động về á, thì có ba yếu tố là quãng đường, vận tốc và thời gian. Thì cô đưa lên trong cái bảng này cho các em nắm rõ được toàn bộ cái quá trình đi của mình. Vận tốc lúc đi là 50, vận tốc lúc về là 40, cái này ta hiểu rồi em. Bài 4. Bài 3. Bài 4. Và bài 5. Chụp lại màn hình hết đi. Rồi nội dung hôm nay là ta giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thì ta ôn lại bài 1, bài 2 rồi, hai dạng rồi. Bây giờ về nhà làm bài 3, 4, 5. Tuần sau ta sẽ bắt đầu học với chương trình lớp 9 để các bạn tìm hiểu trước các bài học.